rồi lại bỗng nhiên sinh ra vài phần do dự này nữ tử nói rõ hôm nay chính là muốn nhục nhã nàng mặc kệ như thế nào chỉ sợ này một kiếp đều là tránh không khỏi đi nếu là ngày thường nàng bất cứ giá nào cùng bọn họ chiến đấu một hồi còn chưa tính chính là hiện tại cảm thụ được trên lưng kia cơ hồ biến mất hô hấp nàng trong lòng căng thẳng trái tim như là bị hai cổ lực lượng qua lại lôi kéo giống nhau nắm đau khó chịu thấy nàng biểu tình trước kinh sau giận lại là chậm chạp chưa từng bùng nổ trong mắt mang theo rõ ràng lo lắng bùng cố kỵ kia tiểu thư đáy mắt toát ra vài phần đắc ý người nói đây là địa bàn của ngươi chính là có cái gì chứng cứ ta à, như thế nào biết ngươi không phải tùy tiện lừa gạt đề á trên mặt nhẹ nhàng nhưng là trong lòng lại là thật phần khẩn trương ít nhất cũng biết được nói này rốt cuộc là địa phương nào những người này lại rốt cuộc là cái gì địa vị Đại lục phía trên, vĩnh hằng chi thành thanh danh, lại là mọi người đều biết. Nếu là báo ra tới, không biết hay không có thể kinh sợ chủ những người này. Như vậy nghĩ, lại là bỗng nhiên nghe được một tiếng châm biếm. bổn tiểu thư tên họ, há là ngươi loại đồ vật này có thể có tư cách biết đến. Tại đây đồng thánh vực bên trong, còn không có gặp qua cái nào lá gan lớn như vậy, dám trực tiếp chống đối bổn tiểu thư. Người quỳ vẫn là không quỳ đế á trong lòng lại là đột nhiên cả kinh, đông thánh vực. Đây là địa phương nào? Vì sao nàng lại là trước nay đều không có nghe qua? Này ngây người công phu, xem ở đối phương trong mắt. Đó là trần trụi khiêu khích. Không đợi kia cái gọi là tiểu thư động thủ, bên cạnh đó là lập tức có một người nam nhân hoành đá một chân, thẳng tắp hướng về phía đế á đầu gối mà đến. Xem như vậy lực đạo, nếu là bị đá trúng, chỉ sợ đầu gối đó là lập tức liền sẽ nát đến lúc đó không quỳ cũng đến quỳ đế á trong lòng cả kinh lập tức liền muốn trốn tránh nề hà trên người còn cõng một cái động tác khó tránh khỏi không quá linh hoạt hơn nữa vốn dĩ chính là suy yếu đến cực điểm thân thể lúc này lại là có chút khó có thể khống chế chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một kích trực tiếp bôn chính mình hai chân mà đến nhưng mà liền ở kia chân phong sắp quét tới thời điểm đế á lại là cảm giác thân thể bị một cổ lực lượng đột nhiên va chạm rồi sau đó đó là hướng tới một bên đảo đi tuy rằng chật vật, lại là né tránh này nhanh chóng một kích. Đế á quay cuồng trên mặt đất lại là lập tức nhớ tới chính mình phía sau còn cõng một người, như vậy ngã trên mặt đất cũng không biết. Nàng lập tức đôi tay gắt gao chế trụ mặt đất mảnh khảnh ngón tay đó là ở thô giáp trên mặt đất hung hăng xẹt qua, lại là tính toán cường thế ổn định thân hình, rồi sau đó đó là thân thể vừa chuyển. Muốn ôm phía sau nam nhân lại không nghĩ, chưa động tác, đó là cảm giác được một đôi bàn tay to, đem chính mình đôi tay bao vây lại, mà toàn bộ thân thể cũng bị người vòng ở trong lòng ngực. Tránh cho trên mặt đất lăn lộn chật vật. Ngay sau đó, một đạo nghẹn ngào lại quen thuộc thanh âm, vang ở bên tai. Ta bất quá ngủ một giấc ngươi liền như vậy chật vật. Nhưng như thế nào làm ta yên tâm? Đế á vừa nghe, đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên nhìn đến kia trương quen thuộc yêu nghiệt khuôn mặt thường ngậm vài phần ý cười lại là không biết khi nào đã mở mắt cặp kia luôn là ba quang liễm diễm mắt đào hoa bên trong lúc này vẫn như cũ say lòng người đáy mắt chỗ sâu trong lại là mang theo thật sâu thương tiếc đế á nhìn hắn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này hết thảy tra tấn đều đáng giá hắn rốt cuộc tình nàng lòng tràn đầy kích động trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói cái gì chỉ là kích động mà trong mắt ba quang lập lòe Nghe hắn nói, nguyên bản muốn cãi lại hai câu, cuối cùng lại vẫn là nuốt xuống, chỉ nói, ta chật vật lại như thế nào. Người cũng so với ta hảo không đến chạy đi đâu. Rõ ràng vừa rồi thiếu chút nữa đã bị người làm nhục trong nháy mắt đã mặt mày phi dương, kia trương mặt đẹp phía trên biểu tình thập phần sinh động, lại sấn đến kia trương chật vật khuôn mặt nhỏ. Hết sức chọc người thương tiếc. Tạp Tây Nhĩ trong lòng hơi hơi thở dài, khó được nhìn thấy nữ nhân này vì chính mình đau lòng cảnh tượng, thật là thập phần khó được, đáng tiếc, bên cạnh còn đứng như vậy mấy cái gây mất hứng. Yên tâm, ngươi chính là càng chật vật một ít, ở bổn thiếu gia trong lòng, cũng là xinh đẹp nhất. Đế á đắc ý nhướng mày, kia đương nhiên. Tạp Tây Nhĩ nhướng mày, biết không cần cái gì dư thừa an ủi. Này nữ tử tất nhiên là cùng mặt khác mảnh mai nữ nhân bất đồng quả nhiên lời này vừa nói ra đề á đó là đắc ý nhăn lại cái mũi mặt mày sinh quang trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng là làm hắn tâm động không thôi này nữ tử không cần bất luận cái gì đồng tình không cần cái gọi là an ủi có nhất cứng rắn bảo hộ xác mặc dù là như vậy tình trạng cũng vô pháp giảm bớt nàng nửa phần phong tư hắn đứng lên đem đề á nâng dậy tới kéo đến chính mình phía sau luôn là giống như ba tháng xuân thủy giống nhau mắt đào hoa lúc này lại là lạnh lùng một mảnh từ đối diện mấy người kia trên người đào qua, cuối cùng dừng ở kia kiêu ngạo ương ngạnh nữ nhân trên người, câu môi lạnh lẽo cười. Nếu không đoán sai, vừa rồi đó là ngươi, muốn nàng quỳ xuống dập đầu. Hắn lời này tuy rằng nói được thong thả ung dung, tiếng nói còn có chút hơi khàn khàn, nhưng là người sáng suốt đều xem ra tới. Kia bên trong khiêu khích chi ý. Làm càn, ngươi có biết đứng ở ngươi trước người chính là ai? một thanh niên thấy vậy lập tức tiến lên một bước đó là muốn giúp kiếm tính toán giáo huấn một chút này không biết cái gọi là đồ vật Tạp tây nhĩ con người nguy hiểm nhau lại tới tuy rằng hắn lúc này thân bị trọng thương bất quá lại cũng không có khả năng nhìn chính mình nữ nhân như vậy bị người nhục nhã mới vừa rồi hắn nửa hôn mê bên trong mơ hồ nghe được một ít đối thoại nhưng là đối này đông thánh vực cũng là chưa bao giờ nghe nói lập tức trong lòng đó là sinh ra vài phần cảnh giới chi tâm chỉ là phía trước vẫn luôn vô pháp nhúc nhích thẳng đến cảm giác được đế á thiếu chút nữa bị thương, mới liều mạng đem nàng phá khai, chính mình cũng theo sát đi lên, đem nàng hộ trong ngực chung. Miễn cho đã chịu thương tổn. Lúc này hắn có nghĩ thầm muốn kéo dài thời gian, thuận tiện hỏi thăm đối phương thân phận, liền câu môi cười, lớn lên như vậy bình thường, so đầy mặt chật vật ăn mày đều không bằng. Bổn thiếu ra sao có thể nhận được nàng là ai? lần này ngay cả mặt khác mấy cái thanh niên cũng là thần sắc giận dữ liền muốn tiến lên chém giết tạp tây nhĩ tạp tây nhĩ lại là hơi hơi cười lạnh vẫn chưa lộ ra nhút nhát chi sắc kia đau kiếm mắt thấy liền muốn đâm tới tạp tây nhĩ phụ ở sau người thủ đoạn hơi hơi buộc chặt hiện lên một đạo ánh sáng tím chỉ còn chờ kia một đau bổ tới đều gấp bổn tiểu thư dừng tay bỗng nhiên một tiếng nũng nịu, mọi người chiêu thức ngạnh sinh sinh đồng thời dừng lại, rồi sau đó sôi nổi kinh ngạc khó hiểu nhìn về phía nhà mình tiểu thư. Tiểu thư, ngài đây là, đều lui ra, không nghe được sao. Nàng kia thần sắc tự hồ cực kỳ không kiên nhẫn, lập tức quét mấy cái mắt lạnh qua đi, kia mấy cái thanh niên tự hồ thói quen nàng như vậy quát lớn, tuy rằng lòng có không cam lòng. Vẫn là lập tức thu tay lại, sau này lui hai bước. Chỉ là kia đôi mắt lại là đều gắt gao nhìn chằm chằm tạp tây nhĩ. Tạp Tây Nhĩ nhìn về phía nàng kia. Lại thấy nàng kia ánh mắt chợt lóe, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Tạp Tây Nhĩ từ nhỏ dung mạo xuất chúng, tuổi càng lớn, lại là càng thêm yêu nghiệt. Đặc biệt một đôi ba quang liễm diễm mắt đào hoa, nhẹ nhàng nháy mắt, đó là không biết cướp đi nhiều ít nữ nhi tâm. Bất quá, hắn tuy rằng nhìn như phong lưu không kềm chế được, trên thực tế lại là chưa bao giờ động quá cái gì tâm tư. Như vậy ánh mắt xem lâu rồi, luôn là làm hắn tâm sinh phiền chán lúc này lại nhìn đến này nữ tử ánh mắt, hắn ánh mắt lạnh lùng, trong lòng tức khắc dâng lên gấp bội chán ghét. Mưu toàn khi dễ đế á, đã là giết nàng một trăm lần đều không đủ. Còn dám như vậy nhìn hắn. Như vậy cơ hồ không chút nào che giấu tham lam cùng si mê ánh mắt quả thực làm hắn trong lòng vừa động lập tức liền muốn trực tiếp một trường hung hăng đánh qua đi. Tạp Tây Nhĩ thật là khí cực phản cười chỉ cảm thấy nữ nhân này trong đầu chẳng lẽ đều là một đoàn rơm dạ không thành lúc này còn dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn, thật khi trước trước đối đế á nhục nhã không đủ hắn ghi hận nàng trăm ngàn thứ sao. Bổn thiếu ra tên họ là gì ngươi không tư cách biết. Lời này tức khắc làm kia mấy cái thanh niên trợn mắt giận nhìn, tựa hồ khó thở nhưng mà nàng kia lại chỉ là không sao cả cười. Tựa hồ chỉ là đang nghe chê cười giống nhau, nàng cầm hơi hơi nâng lên là tuyệt đối ngạo nghễ chi sắc. Nói bổn tiểu thư không có tư cách, người vẫn là cái thứ nhất. Ở Đông Thánh vực còn dám như vậy kiêu ngạo, trách không được thành như vậy bộ dáng. Cũng may mắn kia một thân không có giảm bớt này nam nhân tư dung phong hoa, bằng không thật đúng là muốn bỏ lỡ. Bất quá, xem ra thật đúng là duyên phận, hắn lăn lộn thành như vậy, cư nhiên vẫn là có thể bị nàng nhìn thấy dung nhan. Phải biết rằng, này khất cái bộ dáng người, nàng xưa nay là xem đều không xem một cái, cũng hoặc là đây là duyên phận. Như vậy nghĩ, trên mặt nàng ý cười càng gì, mặt mày chi gian, đều là một cổ ngạo nghễ, này to như vậy đông thánh vực đó là ta ngàn tuyệt môn khống chế nơi. Người không muốn nói tên cũng không cái gọi là, chỉ cần biết, bổn tiểu thư tên Nam Cung chân Nhi. Tạp Tây Nhĩ trong lòng chấn động, mới vừa nghe đến kia đông thánh vực thời điểm, trong lòng cũng đã sinh ra vài phần hoài nghi, còn cảm thấy có thể là chính mình nghe lầm. Rốt cuộc hắn đối trên đại lục thế lực đều có bao nhiêu hiểu biết, lại là chưa bao giờ nghe qua này xương hô chính là, này nữ tử nhắc lại này một lần, lại là chân thật đáng tin, đích xác chính là Đông Thánh vực. Chính là, này lại là địa phương nào? Mà này ngàn tuyệt môn, lại là cái gì? Này nữ tử tính tình ngạo mạn, thực lực lại cũng không yếu, toàn thân hơi thở cao thâm khó đoán, làm hắn trong lòng lại là nhiều vài phần thấp thỏm. Người khác xem ra, hắn tuy rằng thực lực không tồi, nhưng là vẫn chưa tới rồi tuyệt đỉnh cường giả cảnh giới, nhưng là trên thực tế, hắn nếu là đem sở hữu thủ đoạn đều thi triển ra tới, đó là linh thánh cường giả cũng chưa chắc không có một trận chiến chi lực chính là lúc này lại là vô pháp nhìn thấu này nữ từ thực lực mà nàng phía sau kia mấy cái thanh niên cũng hiển nhiên không phải dễ đối phó như vậy tưởng tượng hắn trong lòng đó là nhiều vài phần suy tính cảm giác được phía sau để á tâm tư cũng là có chút bất an hắn âm thầm nắm chặt tay nàng ý bảo nàng không cần hoảng loạn hết thảy có hắn ở trong lòng nghi hoặc trên mặt lại là không hiện mảy may hắn nhìn kia nam cung chân nhi cũng hãy còn cười. Này cười, lại là xem kia kiêu ngạo nam cung tiểu thư một trận tâm động. Mà thừa dịp như vậy công phu, hắn đó là đột nhiên đem không biết khi nào lấy ra một khối ngọc giản, đột nhiên bóp nát. Bất quá là nháy mắt công phu, thời gian quá ngắn cũng đã cũng đủ. Hắn cùng hiên viên đêm trước kia cùng bên ngoài rèn luyện, sinh tử khốn cảnh không biết gặp được nhiều ít. Chỉ có số rất ít thời điểm mới có thể dùng biện pháp này lúc này tuy rằng chưa xác định nhưng là hắn trong lòng lại luôn là mạc danh cảm thấy bất an. Hắn mới vừa rồi cũng âm thầm quan sát qua, nơi này quỷ dị thực chính là hắn lại chưa từng nghe nói qua cùng loại địa phương, lại nghe kia nam cung chân nhi đám người lời nói, tổng cảm thấy. Tự hồ thứ gì, thoát ly khống chế. Người làm cái gì? Hắn như vậy động tác tự nhiên vẫn là khiến cho đối phương chú ý, lập tức một thanh niên đó là ra tiếng quát chói tay, bất quá ước chừng là nghĩ đến phía trước nam cung chân nhi cảnh cáo vẫn chưa ra tay, Nam Cung Trần Nhi tự nhiên cũng là xem rành mạch lại không thèm để ý, ngược lại nở nụ cười. Người đã vào ta đông thánh vực địa bàn, lại là còn nghĩ muốn viện binh không thành. Thật là buồn cười cà 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 cà. Chẳng lẽ, người vẫn là mặt khác thánh vực người không thành. Tạp Tây Nhĩ trong lòng hơi hơi trầm xuống, ta là chỗ nào người, người thực mau liền sẽ biết. Kia Nam Cung Trân Nhi lại là một trận buồn cười mấy đại thánh vực đều cùng chúng ta giao hảo, trong đó niên thiếu anh kiệt bổn tiểu thư cũng đều là hiểu biết lại là không có ngươi. Như vậy nói, trên mặt nàng ý cười càng gì, lại không biết ngươi còn tưởng thỉnh ai tới. Tạp Tây Nhĩ chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên có chút khó khăn, trầm mặc một lát nói ta nãi Việt gia nhị thiếu gia, một khi thả ra tín hiệu thực mau sẽ có người dám tới. Cái gì Việt gia? Nàng kia lại là tùy ý đánh gãy tạp tây nhĩ nói, không lắm để ý nhìn về phía một bên thanh niên, hỏi, gần mấy năm, có từng có cái gì càng họ người quật khởi không thành. Hồi tiểu thư, thuộc hạ cũng không từng nghe nói. Kia thanh niên trả lời nói năng có khi phách lại là lập tức làm tạp tây nhĩ cùng đế á tâm lâm vào đáy góc. Này rốt cuộc là địa phương nào? Này thoạt nhìn ra thế bối cảnh không tầm thường đoàn người, lại là chưa từng nghe nói quá việc ra danh hào liền tính là cổ sơn tích giã cũng không hẳn là hoàn toàn chưa từng nghe nói hơn nữa xem bọn họ như vậy ý tứ lại là nơi này xưa nay đều là của bọn họ mà chưa từng nghe nói quá mặt khác còn có cái gọi là thánh vực mà bên kia vừa mới trao đổi kết thúc mọi người chưa tới kịp rời đi đó là nghe được một tiếng tiếng vang thanh thúy phượng trường duyệt nghe tiếng nhìn lại lại thấy hiên viên đêm trong tay không biết khi nào xuất hiện một khối vỡ vụn ngọc giản hiên viên đêm mắt phượng thâm trầm, đem kia đồ vật hoàn toàn nghiền nát. Rồi sau đó đột nhiên đứng dậy, trong mắt thế nhưng giống như sắp cuốn lên gió lốc giống nhau. Thánh vực, bọn họ cư nhiên tới rồi nơi đó. Trường 514 yêu nghiệt. Ra chuyện gì, thấy vậy tình hình, Phượng Trường Duyệt trong lòng hơi hơi trầm xuống, ngay sau đó mở miệng. Những người khác cũng đều là nhìn lại đây, thấy hiên viên đêm thần sắc ủ rột. Đều là trong lòng gà kinh. Hiên viên đêm xưa nay cực nhỏ sẽ ở trên mặt biểu lộ cảm xúc lúc này sắc mặt như vậy, liền thuyết minh khẳng định ra chuyện gì. Hiên viên đêm nghe vậy, quay đầu nhìn vượng trường duyệt liếc mắt một cái, lại là chậm rãi phun ra một hơi, nói tập tây nhĩ truyền đến tin tức. Này một tiếng không thể nghi ngờ như là ở bình tĩnh trong nước ném xuống một cục đá, tức khắc kích khởi ngàn tầng lãng mọi người thần sắc đều là biến đổi thật sự bọn họ hai người hiện tại ở nơi nào chính là an toàn trong lúc nhất thời mọi người trong lòng đều là hỉ yêu nửa nọ nửa kia hỉ chính là nếu chuyển đến tin tức liền chứng minh hai người hiện giờ còn sống yêu chính là hiên viên đêm thần sắc thoạt nhìn không dung lạc quan hiên viên đêm trầm mặc một lát theo sau trầm giọng nói nếu không có đoán sai hiện giờ bọn họ hai người hẳn là là ở thánh vực Nghe được lời này, mọi người đều là sửng sốt. Thánh vực, đó là địa phương nào? Giống như chưa từng có nghe qua danh hào này. Phượng Trường Duyệt lại là trong lòng hơi hơi trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia đen tối quang. Thánh vực, hiên viên đêm ngữ điệu hơi trầm xuống. Mắt Phượng lại là nhìn về phía Phượng Trường Duyệt. Phượng Trường Duyệt trong lòng kia cổ quái sĩ cảm giác càng ngày càng nặng, lại là vẫn chưa nói chuyện ta đối thánh vực cũng chưa từng có nhiều giải chỉ là thanh đế lưu lại quá một ít manh mối đã từng nhắc tới quá nơi này nhưng là cụ thể ở nơi nào ta cũng hoàn toàn không biết tạp tây nhĩ mới vừa rồi truyền đến tin tức nói bọn họ là ở một cái thánh vực địa phương nhưng là lại không nói rõ ràng cho nên ta tạm thời cũng không thể xác định bất quá vẫn là phải nhanh một chút chuẩn bị sẵn sàng mọi người nghe vậy sắc mặt cũng đều là hơi đổi liền hiên viên đêm cũng đều không xác định kia cái này địa phương có thể thấy được là thật sự nguy hiểm cực kỳ, hơn nữa thần bí đến cực điểm. Làm đại lục phía trên cuối cùng một cái linh đế, Thanh đế sở lưu lại truyền thừa tự nhiên là cho hiên viên đêm, lại không nghĩ rằng còn có này thánh vực vừa nói. Yêu cầu chúng ta làm cái gì? Phượng Sâm trầm giọng mở miệng. Hiên viên đêm lắc đầu, chuyến này hung hiểm, cần phải chuẩn bị sẵn sàng mới có thể hành động, nếu không cũng là phí công. Hắn nếu hiện giờ đã đến thánh vực như vậy ít nhất có thể yên tâm bọn họ trong khoảng thời gian ngắn vẫn là an toàn. Đại gia cũng tạm thời không nên gấp gáp, nghỉ ngơi lấy lại sức mới là quan trọng. Nói, hắn nhìn về phía một bên Phượng Trường Duyệt Diệt Nhi, ngươi theo ta tới. Phượng Trường Duyệt trong lòng một đốn, trong lòng đoán rằng khẳng định vài phần. Lại là thuận theo đem tay đặt ở hắn lòng bàn tay. Ta trở về tìm đọc một fan, xem hay không có thể nếm thử đả thông thánh vực thông lộ mọi người tuy rằng trong lòng nôn nóng nhưng cũng biết ngay cả hiên viên đêm đều như vậy nói như vậy cũng định là không có mặt khác biện pháp chỉ phải trước kiềm chế xuống dưới trong lòng lo âu mà bên kia phượng trường duyệt cũng là theo hiên viên đêm rời đi hai người một đường không nói chuyện thẳng đến rời đi một khoảng cách lúc sau phượng trường duyệt mới nhìn về phía một bên hiên viên đêm mặt mày thanh lãnh, phảng phất phù băng vái tuyết cao không thể phàn, mang theo một tia tôn quý đến cực điểm lạnh lẽo. môi mỏng hơi hơi nhấp khởi, mắt phượng thật sâu, hiển nhiên trong lòng vẫn là nhớ kia thánh vực sự tình. phượng trường duyệt trong lòng cũng là hơi hơi trầm xuống. bọn họ quen biết hồi lâu, nàng nhìn thấy hắn, xưa nay là mạnh mẽ bá đạo, lại là cực nhỏ sẽ nhìn đến hắn như vậy thần sắc. phảng phất ở do dự kiêng kỵ cái gì? a à giả, kỳ thật người đối thánh vực hiểu biết, xa so ngươi vừa rồi nói nhiều, đúng không? Trung quanh không người đi theo, một mảnh an tĩnh. Hai người cứ như vậy chậm rãi mà đi, nàng trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc mở miệng. Nghe vậy, hiên viên đêm quay đầu tới, cặp kia mắt phượng ám trầm giống như đêm tối tựa hồ mang theo làm người vô pháp chống cự lực lượng. Trong khoảnh khắc đó là sẽ trầm luân ở kia một mảnh ám hắc bên trong. Một lát, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết không thể gạt được ngươi cũng vẫn chưa tính toán gạt ngươi. Chỉ là có sự tình ta còn không có tưởng hảo muốn xử lý như thế nào. Phượng Trường Duyệt bên môi dơ lên một mặt cười. Như vậy hiện tại ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nhìn đến nàng như vậy biểu tình, hiên viên đêm biết nàng đã đoán được cái gì, nắm tay nàng dùng sức buộc chặt tựa hồ ở giảm bớt trong lòng mâu thuẫn cùng dối rắm Hắn không nghĩ tới, thật vất vả đem người phải về tới, rồi lại có như vậy nan đề. Tới! hắn không có trực tiếp trở lại, lại là mang theo phượng trường duyệt một đường đi trước về tới sơ nguyên điện. Chỉ là lúc này đây, tiến vào lại là tiên điện. Phượng Trường Duyệt liếc mắt một cái nhìn lại, liền biết đây là hắn ngày thường xử lý chính vụ địa phương, tuy rằng trong lòng tò mò, lại cũng vẫn chưa mở miệng dò hỏi. Chỉ là vẫn luôn đi theo tiến đến. Hiền viên đêm đi đến bên trong một đạo bãi không ít thư tường phía trước, trường gian hắc bạch linh lực lăn lộn, rồi sau đó đó là biến ảo thành một đạo hắc bạch giao nhau trùy thủ. Cổ tay hắn hoành ra kia chỉ thủ đó là nhẹ nhàng ở không trung cắt một đạo. Phượng Trường duyệt rõ ràng cảm giác được một cổ mịt mờ mà cường đại năng lượng dao động lan đến mà đến. Lại nguyên lai hiên viên đêm hoa khai kia chỗ lại là trực tiếp xuất hiện một đạo màu đen cái khe rồi sau đó dần dần hướng tới bốn phía khuếch tán mà đi. Mặc dù là đứng ở chỗ này cũng vẫn như cũng có thể rõ ràng cảm giác được nơi đó mặt sóng ngầm kích động. Này mặt sau quả nhiên là có nhô nị. Hiên viên đêm lôi kéo tay nàng, một bước bước vào. Phượng Trường Duyệt cũng không chút do dự, trực tiếp đi theo hắn đi vào. Rồi sau đó, kia đến vắt ngang ở giữa không trung màu đen không gian cái khe, lại là dần dần biến mất nếu là lúc này có người trải qua. Cũng là nhìn không gian nơi này phía trước đã từng xuất hiện hơn người. Mà vào đi lúc sau, Phượng Trường Duyệt trước mắt chỉ là đen một cái trước mắt, rồi sau đó liền cảm giác được trước mắt một trận quang mang lóng lánh, nhìn kỹ đi lại phát hiện hai người lại là ở vào một cái đường hầm bên trong. Này đường hầm thập phần rộng lớn, hai bên mặt tường phía trên đều được khảm nắm tay lớn nhỏ minh châu tản mát ra sáng người mà ôn hòa quang mang. Loáng thoáng, còn có thể cảm nhận được kia trong đó ẩn chứa cường đại năng lượng. Này đó thế nhưng tựa hồ đều là dùng thần thú ma hạch luyện chế mà thành minh châu mà thú bản tính thô bảo ma hạch bên trong tuy rằng có cường đại năng lượng nhưng là thường thường đều sẽ đối tu luyện giả thân thể tạo thành nhất định quấy nhiễu thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tu luyện giả lúc sau tiến bộ cho nên giống nhau đều là đem ma hạch sam nhập đan dược bên trong cùng luyện chế lấy lấy ra trong đó tinh thuần năng lượng nhưng là nói như vậy kia ma hạch bên trong năng lượng lại là hoặc nhiều hoặc ít bị lãng phí nhưng mà lúc này này đó minh châu lại đều này đây ma hạch luyện chế nàng xem ra tới này đó mà hạch bên trong thô bạo cuồng táo năng lượng đều là đã bị hoàn toàn thanh trừ chỉ còn lại có kia tinh thuần đến cực điểm năng lượng ngay cả đi ở này con đường phía trên đều có thể ẩn ẩn cảm giác được kia bên trong năng lượng tựa hồ sắp tràn ra giống nhau nếu là tại đây trong đó tu luyện chỉ sợ cũng là làm ít công to nàng ánh mắt hơi hơi hạ dị quả nhiên nhìn đến mặt đất cũng là chọn dùng nhất có thể xúc tiến năng lượng hấp thu ngọc thạch đúc liền hơn nữa có thể nhìn đến mặt trên tựa hồ cũng là có trận pháp nếu không phải a dạ mang theo chỉ sợ nơi này cũng là sẽ có không ít nguy hiểm hai người một đường đi trước trước người con đường càng thêm sáng ngời nơi này là thanh đế cuối cùng hấp hối chỗ hiên viên đêm vừa đi một bên giải thích Phượng Trường duyệt âm thầm gật đầu, có thể có như vậy bút tích hơn nữa, vừa lúc thiết trí ở sơ nguyên điện bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia trong truyền thuyết Thanh đế. Bất quá, lúc này, a à giả mang theo nàng tới nơi này làm cái gì? Tự hồ đoán được nàng nghi hoặc, Hiên Viên đêm truyền mắt nhìn nàng một cái, khóe miệng ngậm vài phần hài hước ý cười, mày kiếm một trọn, không nghĩ vào xem. Ngươi rời đi nhân gian lúc sau cuối cùng một vị linh đế. Nói rõ là ở trêu chọc nàng phượng trường duyệt nguyên bản trong lòng còn có vài phần khẩn trương lúc này lại là bật cười tâm tình tức khắc nhẹ nhàng vài phần hảo a à. nàng ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu trong kỳ thật trong lòng cũng thật là có chút tò mò nhân gian mất đi quy tắc vạn năm lâu thẳng đến này gần nhất ngàn năm thời gian mới rốt cuộc bắt đầu thoát ly quỹ đạo bắt đầu trở nên không xong lên thành đế thân là cuối cùng một cái linh đế nói không chừng cũng cất giấu cái gì bí mật nàng hiện giờ tuy rằng đã thức tỉnh nhưng là kỳ thật ý thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đặc biệt là hai từ xuất hiện làm hết thảy đều đã xảy ra thật lớn biến hóa đối với rất nhiều chuyện nàng kỳ thật vẫn là không rõ lắm a à, giả lúc này mang theo nàng tới nơi này hoặc là cũng có một bộ phận muốn vì nàng giải đáp duyên cớ nàng chưa nói hắn cũng không hỏi nhưng là bọn họ trong lòng đều biết chuyện này không có khả năng cứ như vậy tính nếu quy tắc chậm chạp không trở về về thiên địa năng lượng cuối cùng vẫn là sẽ mất đi khống chế cuối cùng hoàn toàn hỏng mất mà đến lúc đó nhân gian đi con đường nào mà nàng lại rốt cuộc gặp mặt lâm như thế nào kết cục thần hỏa hiện giờ còn dư lại hai loại chưa từng tìm được nếu là tìm được rồi cũng toàn bộ dung hợp lại sẽ có cái dạng nào kết quả này đó đều là không biết bao nhiêu hiền viên đêm tuy rằng chưa từng đề cập nhưng là nàng biết hắn trong lòng vẫn là vẫn luôn nhớ những việc này lúc này hai người đi vào thanh đế cuối cùng nơi địa phương hoặc là cũng sẽ có một ít phát hiện không chỉ là có thể tìm được về thánh vực cũng hoặc là đối nàng cũng có chỗ lợi hiên viên đêm thấy nàng mặt mày nhẹ nhàng tâm tình cũng là chuyển biến tốt đẹp một ít chấm thấy nàng môi đỏ cong cong nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn phượng trường duyệt không có tránh đi cảm nhận được cánh môi thượng mềm mại hơi lạnh xúc cảm màu đen trong ánh mắt lại là hơi hơi lập loe này dù sao cũng là người tổ tiên địa phương như vậy giống như không tốt lắm đâu. tuy rằng còn chưa tới đạt chỗ sâu nhất nhưng là nàng biết linh đế năng lực phạm vi tuyệt đối có thể bao trùm này toàn bộ địa phương. cho nên vẫn như cũ vẫn là có một loại quá mức quang minh chính đại tú ân ái ảo giác. hiên viên đêm trong mắt ý cười hơi thâm ở kia nhàn nhạt phát sáng làm nổi bật dưới. có vẻ càng thêm lang diễm độc tuyệt thanh quý vô song yên tâm, hắn lão nhân ra nếu nhìn đến ta gây tốt như vậy thê tử, khẳng định cao hứng đều không kịp. Mặt mày chi gian, lại là rất rõ ràng kiêu ngạo chi sắc. Nói, hai người trước mắt bỗng nhiên đại lượng, lại là đã muốn chạy tới chỗ sâu nhất. Phượng trường duyệt dương mắt nhìn lại, lại là thức khắc sững sờ ở tại chỗ. Này, nơi này, hiên viên đêm tự hồ đoán trước đến nàng phản ứng, lại chỉ là cười, như thế nào, có chút ngoài ý muốn sao? Đương nhiên ngoài ý muốn, phượng trường duyệt nhìn trước mắt cảnh tượng dù cho trong lòng đã làm chuẩn bị chính là thấy như vậy một màn thời điểm vẫn là nhịn không được có chút giật mình như thế nào sẽ này tốt xấu cũng nên xem như linh đế huyệt mộ như thế nào sẽ là cái dạng này trước mắt trống chảy không gian trừ bỏ trung gian một cái thật lớn màu trắng ngọc tòa cùng với bốn phía một ít rơi dụng thư tịch lại là không có mặt khác đồ vật liền tính cường đại nữa đến không cần mặt khác đồ vật làm phụ trợ này cũng không tránh khỏi thật sự quá mức đơn giản một ít hơn nữa phương diện này, rõ ràng cũng không có gì năng lượng dao động. Ngược lại như là một cái lại đơn giản bất quá đơn sơ thư phòng giống nhau. Thành đế tuy rằng thanh danh hiền hách bất quá trên thực tế hắn bản thân tính tình nhưng thật ra có chút đạm mạc ở chỗ này xương đế lúc sau. Kỳ thật cũng vẫn chưa quá nhiều trộn lẫn bên ngoài sự tình. Sau lại cũng là về tới nơi này đi về cõi tiên. Phượng Trường Duyệt gật gật đầu, đối Thanh Đế hiểu biết không nhiều lắm, lại là không nghĩ tới, thanh danh này hiền hách, khiếp sợ Đại Lục cuối cùng mặc cho Linh Đế cuối cùng nơi lại là như vậy đơn sơ. Nếu là cho bên ngoài những người đó biết, chỉ sợ đều là sẽ gửi lắc đầu tỏ vẻ không tin. Chỉ là nếu đây là hắn Sương Đế, lại là hắn đi về cõi Tiên Địa phương, này cũng không tránh khỏi quá mức bình phàm một ít. Phượng Trường Duyệt nhìn một vòng, lại là nhớ tới lúc trước ở băng Đế Huyệt mộ bên trong cảnh tượng. Băng đế đột phá vì linh đế thời điểm tu luyện hoàn cảnh còn không có như vậy khó khăn. Bất quá cũng coi như là hy hữu Cho nên, băng đế huyệt mộ ở ngoài mới có như vậy nghiêm ngặt cảnh giới, mà nơi đó mặt càng là giống như vạn người tưởng tượng có cuối cùng truyền thừa. Kia cây bồ đề hạ tìm hiểu dài lâu thời gian, đã vì nàng đánh hạ kiên cố cơ sở, là người khác trăm năm thời gian cũng không nhất định có thể đủ tu luyện đến đồ vật liền tính không phải linh đế, một ít tiệt thế cường giả đại nạn đã đến thời điểm cũng là sẽ lưu lại rất nhiều chân bảo hoặc là truyền thừa. Nhưng mà, này thanh đế lại là ra ngoài dự kiến. Lại là thật sự cái gì đều không có. Chẳng lẽ, thanh đế truyền thừa, người phía trước liền đã được đến. Suy nghĩ nửa ngày, Phượng Trường Duyệt cũng chỉ nghĩ tới này một cái lý do, có chút nghi hoặc mở miệng. Hiên viên đêm nhéo nhéo nàng gương mặt cười nói người đều nói mang thai ngốc 3 năm, xem ra không phải giả. Ta có hay không được đến thanh đế truyền thừa, ngươi nhìn không ra tới sao? Phượng trường duyệt trên mặt lộ ra một tia trần chờ. Đích xác, nàng bản thân bởi vì được đến băng đế truyền thừa cho nên đối phương diện này thập phần mẫn cảm hơn nữa thân là quy tắc ý thức đã thức tỉnh rồi một bộ phận. Cho nên nếu là hiên viên đêm thật sự được đến linh đế truyền thừa, như vậy trên người hơi thở nhất định là cùng hiện tại có điều bất đồng. Nếu không phải hắn, chẳng lẽ là những người khác? Chính như vậy nghĩ, liền nghe được Hiên Viên đêm mỉm cười thanh âm. Thật là khó được nhìn đến ta duyệt nhi như vậy bộ dáng, ngươi chẳng lẽ thật sự nhìn không ra, nơi này thật sự là không còn một mảnh, thanh đế là một chút truyền thừa cũng không từng lưu lại sao? Phượng Trường Duyệt trong lòng chấn động, dương mắt nhìn về phía Hiên Viên đêm, nháy mắt sáng tỏ. Chẳng lẽ thanh đế thật sự không có lưu lại bất cứ thứ gì? Chính là, sao có thể? kia chính là linh đế cường giả. Mà nếu thanh đế thật sự không có lưu lại bất cứ thứ gì, như vậy. Nhiều năm như vậy, Vĩnh Hằng Chi Thành ỷ vào thanh đế truyền thuyết vẫn luôn địa vị tôn sùng. Mặt khác gia tộc càng là trước sau kiêng kỵ vạn phần. Chẳng phải là cái chê cười. Bất quá cũng không phải, Vĩnh Hằng Chi Thành thực lực đích xác vẫn là rất mạnh. Kia thanh đế thật sự không có lưu lại bất cứ thứ gì. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng hiên viên đêm cười nói đương nhiên không phải hắn vẫn là để lại một ít đồ vật ở địa phương chính là chính hắn sáng tạo có đôi khi ta rảnh rỗi không có việc gì hoặc là tâm tình phiền muộn thời điểm nhưng thật ra ngẫu nhiên sẽ đến nơi này phượng trường duyệt các người hiên viên ra người chẳng lẽ đều có đam mê chẳng lẽ là quá mức cường đại cho nên đối vài thứ kia ngược lại không chút nào để ý hiên viên đêm lại là ánh mắt hơi thâm để sát vào nàng bên tai lời này chính là nói không đúng, rốt cuộc ngươi hiện giờ cũng là hiên viên gia người. Ngay sau đó, ánh mắt dừng ở nàng bụng nhỏ, còn có cái này. Phượng Trường Duyệt bật cười. Này nam nhân, vậy ngươi mang ta tới nơi này làm cái gì? Hiên viên đêm nghiêm sắc mặt, ta sở dĩ sẽ biết thánh vực đó là bởi vì đã từng ở chỗ này nhìn đến thanh đế lưu lại bút ký. Hắn đã từng ít ỏi vài nét bút nhắc tới quá ta lúc ấy cũng vẫn chưa để ý. Cho nên chỉ là vội vàng liếc mắt một cái chấm bất quá hiện giờ tạp tây nghĩ bọn họ lại là rơi vào rồi thánh vực đó là vô luận như thế nào đều phải nghĩ cách nhắc tới kia hai người phượng trường duyệt tâm tình cũng là không khỏi trầm xuống gật gật đầu kia thánh vực rốt cuộc là cái dạng gì địa phương người mới vừa rồi không muốn nhiều lời chính là có mặt khác băn khoăn hai người tâm tư tương thông mới vừa rồi hắn tuy rằng nói đúng thánh vực hiểu biết không nhiều lắm nhưng là nàng luôn là cảm thấy hắn giống như có cái gì không có nói ra tựa hồ ở cất giấu cái gì. Hiên viên đêm gật đầu, không tồi. Hắn nhìn về phía kia trung gian màu trắng ngọc tỏa, ánh mắt hơi thâm. Thánh vực căn cứ thanh đến lời nói, là một khác chỗ kỳ lạ không gian, nhưng mà lại là cùng chúng ta nơi này, có cực đại tranh lệch. Lúc trước ta cũng cho rằng, trên đời này bất quá chỉ có hai cái vị diện, nhưng mà sau lại mới phát giác tựa hồ đều không phải là như thế kia cái gọi là thánh vực thần bí đến cực điểm, đó là thanh đế vì chưa từng từng có nhiều giải, ta hoài nghi kia thánh vực kỳ thật chính là vị thứ ba mặt. Phượng Trường Duyệt trong lòng chấn động một cái khác vị diện. Tạp Tây Nhĩ bọn họ nếu mạc danh xuất hiện ở thánh vực như vậy thánh vực chính là khẳng định tồn tại. Chính là, nàng lại là chút nào không biết cái này danh hào. Thường ly đám người không hiểu được còn chưa tính, nhưng nàng bản thân quy tắc ý thức sau khi thức tỉnh, kỳ thật một lần điều động thiên địa năng lượng, này đó không gian biến ảo. Kỳ thật đều ở khống chế chi gian. Nhưng mà, nàng lại là trước sau chưa từng biết được quá nơi này tồn tại. Hiền viên đêm hiển nhiên cũng là nghĩ tới điểm này, mắt phượng gắt gao nhìn chăm chăm nàng, duyệt nhi tuy rằng hiện giờ ngươi vẫn chưa trở về, nhưng là nói vậy đối này đó cũng đều là biết đến. Nếu liền ngươi cũng không từng cảm thấy được quá thánh vực tồn tại như vậy phượng trường duyệt trái tim như là bị cái gì gắt gao nắm lấy cơ hồ vô pháp hô hấp hiền viên đêm nói tuy rằng không có nói xong nhưng là kia trong đó ý tứ nàng lại là sáng tỏ nếu liền nàng cũng không từng cảm thấy thánh vực tồn tại như vậy chỉ có một giải thích thánh vực là thoát ly nàng khống chế không gian đó chính là nói hoặc là thánh vực căn bản là là một thế giới khác cùng bên này bất đồng Nàng từ tam đại đế quốc đến tứ đại vực bên này thời điểm tuy rằng cũng là xuyên qua kết giới, thập phần gian khổ, hơn nữa hai bên tu luyện hoàn cảnh cũng là đại đại bất đồng, nhưng là. Ở tam đại đế quốc thời điểm kỳ thật liền có một ít cường giả đã từng nghe nói quá bên này thanh danh. Hai bên đều không phải là là hoàn toàn ngăn cách một ít cường giả, ngược lại là có thể tại đây hai cái vị diện qua lại xuyên qua. Nhưng là thánh vực lại là bất đồng. Diệt nhi, có một việc, ta vẫn luôn có chút nghi hoặc. Hiên viên đêm dài hút một hơi, gắt gao nắm tay nàng, tự hồ sợ dây tiếp theo nàng đó là sẽ biến mất giống nhau, hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm nàng. Người vạn năm trước rốt cuộc vì sao sẽ bỗng nhiên đem quy tắc lực lượng phân tán đến 13 thần hỏa bên trong. Giọng nói rơi xuống, một thất yên tĩnh. Phượng Trường Duyệt chỉ cảm thấy yết hầu đều như là bị một con vô hình tay chặt chẽ bóp trụ, vô pháp hô hấp ngực bên trong, cũng thập phần bị đè nén. Tựa hồ ngay sau đó đó là sẽ nổ mạnh giống nhau này một câu hắn thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp lại tự tự đều như là cự thạch giống nhau hung hăng tạp rừng ở nàng trong lòng dẫn phát kịch liệt chấn động trong óc bên trong chỉ một thoáng trống rỗng đúng vậy vạn năm phía trước nàng rốt cuộc vì sao sẽ làm như vậy tiên địa quy tắc khống chế thế gian lực lượng nếu là hết thảy đều hào hào nàng vì sao phải làm ra như vậy lựa chọn Thế cho nên, vạn năm lúc sau hiện tại, nàng còn muốn lần thứ hai trải qua chắc trở, một lần nữa trở về vị trí cũ. Rốt cuộc là vì cái gì? Làm như vậy, cơ hồ tương đương với đem chính mình đoạn tuyệt đường lui lại sông ra, hơn nữa này còn sống khả năng, còn phi thường nhỏ bé. Một không cẩn thận, đó là trực tiếp hủy hoại này phiến thiên địa. Cùng chính nàng, chính là, nàng vẫn như cũ làm như vậy. Vì cái gì? Trong óc bên trong, như là bị một phen diều hung hăng đánh xuống kịch liệt đau đớn, thần sắc của nàng nháy mắt trở nên có chút tái nhợt ta ta không ta không biết. Thanh âm nhẹ tế, thân thể cũng ở hơi hơi phát run thế nhưng như là bị cực đại kinh hách bộ dáng. Hiên viên đêm cũng là bị nàng như vậy phản ứng kinh sợ giữa mày một thốc lập tức lập tức nắm nàng bả vai gấp giọng nói Duyệt Nhi. Tỉnh tỉnh, Duyệt Nhi. Một bên kêu, một bên điên cuồng hướng tới thân thể của nàng trong vòng rót vào linh lực lại là phát hiện nàng thân thể trong vòng tựa hồ có một cổ cường đại mà lực lượng thần bí ở điên cuồng phản kháng hắn mi sắc một lệ nháy mắt tăng lớn lực đạo hùng hồn linh lực giống như hồng thủy giống nhau đột nhiên đón nhận cuối cùng đem kia một cổ lực lượng hoàn toàn áp chế không biết qua bao lâu kia phản kháng lực đạo dần dần biến mất mà trong lòng ngực người cũng rốt cuộc dần dần không hề run rẩy trong ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh thế nào hảo chút sao hắn lo lắng nhìn nàng trong lòng vạn phần hối hận mới vừa hỏi ra cái kia vấn đề phượng trường duyệt ánh mắt chậm rãi nhìn về phía hắn ngừng trong chốc lát tựa hồ mới nhận ra hắn rồi sau đó theo bản năng chui vào hắn trong lòng ngực cánh tay gắt gao mà ôm hắn vòng eo không có việc gì chính là bỗng nhiên có điểm vựng hiên viên đêm vẫn như cũ không yên lòng tay không ngừng ở nàng trên sống lưng vỗ nhẹ không phải sợ có ta ở đây phượng trường duyệt đem vùi đầu ở ngực hắn giàu dĩ lên tiếng ta cũng không biết thần hỏa còn không có hoàn toàn dung hợp cho nên rất nhiều đồ vật ta cũng không quá nhớ rõ. sau một lúc lâu nàng mới chậm rãi ra tiếng giải thích. hiền viên đêm phát ra một hơi không có việc gì không nhớ rõ liền tính những cái đó đều không quan trọng. vấn đề này hắn phía trước vẫn chưa để ý chỉ là ở cùng vân tiên ngân đại chiến kia một lần lúc sau hắn trong ấp bên trong lại là mạc danh nhiều một ít đồ vật phần lớn thấy không rõ giống như sương mù xem hoa giống nhau. Mà cũng đúng là kia lúc sau, hắn mới bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Ai biết hôm nay một mở miệng lại là làm Duyệt Nhi sinh ra như vậy đại phản ứng. Về sau chúng ta đều không đề cập tới ân, là ta sai, đừng sợ. Hắn thấp giọng an ủi cảm thấy được nàng cảm xúc tựa hồ vẫn là có chút không có hoãn lại đây, liền cúi đầu nâng lên nàng mặt tinh mịn hôn liền hạ xuống nếu đem ngươi từ bầu trời túm xuống dưới, ta liền khẳng định sẽ hộ ngươi chu toàn, tuyệt đối sẽ không để cho người khác lại đến khi dễ ngươi, ân. Cảm nhận được hắn hiểu lực tim đập cùng nóng rực hơi thở, phượng trường diệt tâm cuối cùng yên ổn xuống dưới, gật gật đầu. Ta không có việc gì, nhưng thật ra kia thánh vực, tựa hồ thật sự không đơn giản. Nếu thật sự giống như ngươi theo như lời, thánh vực chắc là tập phần nguy hiểm. Tập Tây nghĩ bọn họ ở nơi đó, cũng không biết có thể kiên trì đến bao lâu chúng ta vẫn là đến mau chóng tiến đến mới hảo. tuy rằng cái loại này quái dị cảm giác làm người thập phần không thoải mái, nhưng là tưởng tượng đến khi hai người còn ở không biết địa phương chịu tội, nàng trong lòng liền vẫn là vạn phần lo lắng. yên tâm, ta vừa mới nói muốn tìm kiếm đi hướng thánh vực thông đạo kỳ thật liền ở chỗ này. nói, hiên viên đêm liền nhìn về phía kia màu trắng ngọc tòa. thâm thúy đáy mắt một mảnh sóng ngầm kích động. Phượng Trường Duyệt theo hắn ánh mắt xem qua đi, nhưng thật ra không thập phần kinh ngạc, tựa hồ đã đoán trước tới rồi giống nhau, ngươi là nói nơi này. Hiên viên đêm gật gật đầu, thanh lãnh trầm thấp thanh âm ở trống chảy không gian nổi, nghe nhân tâm tóc run. Nếu ta không có đoán sai, nơi này, đó là đi thông thánh vực địa phương. Thậm chí, phía trước thanh đế, Phượng Trường Duyệt trong lòng chấn động, hắn ý tứ này, lại là tại hoài nghi thành đế vẫn chưa đi về cõi tiên mà là từ nơi này tiến vào thánh vực bên trong vĩnh hằng chi thành trong vòng nhìn như hết thầy sự tình đều đã trần ai lạc định nhưng mà chỉ có số ít người biết một hồi tân gió lốc sắp nhấc lên việt kiếm húc cùng lạc phi cùng đông phương vân phong đều là từng người giam giữ lúc này ám trầm chật trội nhà tù bên trong đó là chỉ có việt kiếm húc cùng lạc phi hai người bất quá bọn họ hai người cũng là bị kết giới cách ly khai là được hai người nhiều lắm có thể nhìn đến đối phương nói hai câu lời nói nhưng là càng nhiều lại là không thể lúc này việt kiếm húc đầy người chật vật nằm liệt ngồi ở chỗ kia biểu tình tựa hồ thập phần suy sút tựa hồ lúc này đây sự tình cho hắn đả kích thật lớn nguyên bản tin tưởng tràn đầy cho rằng rốt cuộc có thể dương mi thổ khí công phá vĩnh hằng chi thành nhưng mà cuối cùng lại phát hiện bất quá là chính mình quá mức ý nghĩ kỳ lạ đối phương nếu đã sớm cùng lăng gia có điều liên hệ, như vậy nói vậy bọn họ những cái đó kế hoạch vĩnh hằng chi thành người đều là biết đến. Cố tình bọn họ còn tưởng rằng chính mình vạn vô nhất thất này chiến tất thắng. Hoặc là, bọn họ âm thầm đắc ý thời điểm, đối phương nhìn bọn họ, đó là giống như nhìn vai hề giống nhau đi. Mất công hắn còn tưởng rằng, chính mình rốt cuộc có thể áp đảo vĩnh hằng chi thành. Hiên viên đêm phía trên, hiện giờ nghĩ đến, bất quá là chê cười thôi mà hắn cho rằng có thể coi như đòn sát thủ những cái đó huyết y nhân càng là ở trong thành liền trực tiếp bị hiên viên đêm một tay giải quyết việt kiếm húc cười khổ một tiếng chỉ cảm thấy chính mình quả thực chính là ngu xuẩn cực kỳ kết quả là lòng tràn đầy tính kế đối phương lại căn bản đều không có xem ở trong mắt càng là quyền cao chức trọng nam nhân kỳ thật đối này đó càng là để ý việt kiếm húc thân là việt xa gia, gia chủ tự nhiên là càng thêm muốn thể diện cùng tự tôn lúc này đây sự tình quả thực giống như là một cái tát hung hăng làm trò mọi người mặt dừng ở hắn trên mặt. Mà cuối cùng càng là biết được tạp tây nhĩ mất tích tin tức đối hắn mà nói càng là dậu đổ bìm leo. Hắn tuy rằng luôn luôn đối tạp tây nhĩ không có sắc mặt tốt. Thậm chí mấy độ tuyên bố muốn đem hắn trục xuất Việt ra nhưng là trong lòng rốt cuộc vẫn là luyến tiếc. Đứa con trai này, hắn vẫn luôn tưởng cái phế xài, trước kia còn sẽ giận này không tranh, sau lại liền chỉ có thể mặc kệ ai ngờ hắn lại là che giấu mọi người. Hắn không phải phế sai, ngược lại là khó được thiên tài. Chính là còn không kịp cao hứng, đạp Tây Nhĩ quay đầu liền đi rồi, lại là đối Việt gia hết thảy đều khinh thường một cố bộ dáng. Hắn trong lòng khó thở tự nhiên là kéo không dưới thể diện tới. Thường xuyên qua lại, lại là liền hắn mất tích tin tức cũng không biết. Hiên viên đêm đã như vậy cường hãn mà bọn họ cũng đã hoàn toàn thất bại hắn không có bất luận cái gì lý do tới lửa gạt hắn Hiên viên đêm tuy rằng chưa nói quá nhiều hắn lại cũng là có thể nghĩ đến lúc này tập tây nghĩ nhất định là sinh tử không biết những việc này thổi quét mà đến hơn nữa hắn vốn dĩ liền bị thương cơ hồ chưa gượng dậy nổi một bên lạc phi thấy vậy chỉ phải trong lòng thở dài ai có thể nghĩ đến bất quá ngắn ngủn thời gian lại là đã xảy ra nhiều như vậy biến cố. Phía trước ai có thể nghĩ đến, xưa nay tôn quý phụ thân cũng sẽ có như vậy một ngày. Bất quá, Lạc Phi trong lòng lại là cũng không oán hận. Có thể lưu lại việc kiếm húc một mạng, hắn biết đã là xem ở tạp Tây Nhĩ phân thượng sẽ không xa cầu càng nhiều. Mà mấu chốt là tạp Tây Nhĩ hiện giờ tình huống dường như chăng cũng thập phần không ổn. Cha, hiện giờ lại nhiều lo lắng đều là vô dụng hiên viên đêm tuy rằng xưa nay tàn nhẫn độc ác nhưng là thoạt nhìn lại là sẽ không trí hắn với không màng lạc phi chết tới muốn đi cũng chỉ có thể nói ra như vậy có chút khô cằn nói tới việt kiếm húc trầm mặc không nói huống hồ tạp tây nhĩ thực lực cũng không yếu tâm tính lại cường ngài nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng việt kiếm húc thật dài thở dài là ta sai ta sai a à. Lạc Phi nhìn mấy ngày nay thời gian, cũng đã vạn phần chật vật thân ảnh, nói không khó chịu là không có khả năng, nhưng là về phương diện khác, lại cũng cảm thấy, chỉ có như vậy. Phụ thân mới có thể minh bạch một chút sự tình. Có người là trêu chọc không được, có sự tình, cũng là làm không tới. Hắn hiện giờ chỉ hy vọng, tạp Tây Nhĩ, có thể bình an trở về. Việt kiếm húc cười khổ một tiếng. Ai có thể nghĩ đến đâu, hiên viên đêm mà nay mới bao lớn. Lại là đã, thật sự là sâu không lường được. Hắn khi đó xuống tay giết những cái đó huyết y nhân thời điểm, thần tình lạnh lùng. Thậm chí không chút nào để ý tự hồ bất quá là một đống con kiến giống nhau. Mà liên tưởng đến hắn phía trước nói, Vân Thiên Ngân không biết đang ở trốn chỗ nào vong nói, lúc ấy cảm thấy thật là buồn cười, sau lại ngẫm lại, lại là làm người kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ hiên viên đêm thật sự đem Vân Thiên Ngân đánh bại? Phải biết rằng, kia chính là đại lục phía trên, đã từng nhất tiếp cận linh đế tồn tại A. À? mà hiên viên đêm cư nhiên, bọn họ thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vân Thiên Ngân bên kia chỉ sợ là thật sự đã xảy ra chuyện nếu không chính mình người bị như vậy giết như thế nào sẽ không hề phản ứng. Việt kiếm hút cười khổ liên tục trước mắt, ta duy nhất hy vọng chính là hiên viên đêm có thể làm ta tiến đến siêu tầm tạp Tây Nhĩ kia tiểu tử. Nếu không, hắn chính là chết cũng thật là không cam lòng. Kéo kẹt vừa dứt lời, lại là bỗng nhiên nghe được một trận tiếng vang, theo sau đó là truyền đến một trận tiếng bước chân. Hai người hai mặt nhìn nhau, từ tiến vào phương diện này, liền vẫn luôn không có người đã tới, hiện tại sẽ là ai tới? Kia tiếng bước chân càng thêm gần, rốt cuộc thấy rõ gương mặt. Là ngươi. Lạc Phi liếc mắt một cái nhận ra, người này đúng là hiên viên đêm tâm phúc chi nhất, cũng đúng là phía trước hiên viên đêm không ở trong thành thời điểm, chủ trì đại cục nam nhân. Xem ra hai vị ở chỗ này quá cũng không vui vẻ a à. mục lãnh chi trên mặt ngậm cười tựa hồ chỉ là ở cùng bằng hữu trò cười mà không phải thẩm vấn tội nhân ngươi lạc phi trần chờ mở miệng mục lãnh chi ngay từ đầu còn không có nhớ tới sau lại lại là phát giác này nam nhân cũng không phải người ngoài quen thuộc hiên viên đêm tâm phúc chỉ là lạc phi tuy rằng tính cách sơ lãng rất nhiều sự tình không bỏ trong lòng lại là vừa lúc biết mục lãnh chi Quả nhiên, mục lãnh chi trên mặt ý cười càng thêm ấm áp, càng lớn thiếu ra thật là hảo nhãn lực. Việt kiếm húc ở một bên, trong lòng lại là bao nhiêu thấp thỏm, tập tây nhĩ chính là có tin tức. Mục lãnh chi cười nhìn hắn một cái, ánh mắt lại là hơi lạnh, mang theo một tia trào phúng. Việt gia chủ hiện tại nhưng thật ra nhớ tới còn có đứa con trai này. Việt kiếm húc sắc mặt một trận đỏ lên, hắn bạc đãi tạp tây nhĩ sự tình lại là mọi người đều biết sao. Mục lãnh chi lại là vô tâm tư thưởng thức hắn ái náy, chỉ nhìn về phía Lạc Phi, người này tốt xấu còn tính cái nam nhân, cũng là tạp Tây Nhĩ thừa nhận huynh trường, có sự tình. Nhưng thật ra có thể công đạo, đến nỗi Việt kiếm húc, ha ha. Càng lớn thiếu gia thật không dám giấu giếm, tạp Tây Nhĩ lúc này đây thật là gặp phiền toái. Lạc Phi trong lòng trầm xuống, hiên viên thành chủ cũng không có cách nào sao mục lãnh trì ung dung cười quân thượng ti rằng tung hoành tứ hải thực lực siêu tiệt chính là tựa hồ tạp tây nhĩ là các ngươi việt xa người các ngươi giống như cũng nên ra điểm lực đi việt kiếm húc trầm giọng nói các ngươi muốn chúng ta làm cái gì mục lãnh trì ý cười bất biến lần này hành trình lại là hy vọng việt gia chủ có thể cung cấp một ít dùng tốt linh bảo việt kiếm húc đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại Mục đại nhân, Việt gia tuy rằng tài nguyên cũng coi như phong phú, lại trăm triệu không dám cùng vĩnh hằng chi thành so sánh với, có thể bị các ngươi coi trọng linh bảo, càng là thiếu chi lại thiếu. Việt gia chủ, mục lãnh chi nhàn nhạt đánh gãy hắn nói, chậm rãi nói. Việt gia trước kia tựa hồ chính là lấy luyện khí lập nghiệp đi. Việt kiếm hốc trái tim nhảy dựng kia đều là thật lâu phía trước sự tình, thời gian trôi đi, rất nhiều tài nghệ, chính chúng ta cũng là không nhớ rõ, chỉ có thể nghiên cứu võ kỹ tâm pháp này luyện khí lại là đã sớm thất truyền nếu không cũng sẽ không như vậy chật vật mục lãnh chi bỗng nhiên nhìn về phía hắn kia không mang theo mảy may ý cười đôi mắt lại là giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau đem sở hữu ngụy trang hết thảy xé rách việt gia chủ việt gia sinh tử liền ở trong tay ngươi việt kiếm húc đôi tay đột nhiên nắm chặt lạc phi lập tức nhìn qua đi cũng là cả kinh hắn cũng vẫn luôn cho rằng việc gia luyện khí sớm đã thất truyền chính là mắt thấy phụ thân này phản ứng lại phi như thế việt gia chủ đã quên cùng ngươi nói tạp tây nhĩ vừa mới bóp nát ngọc giản truyền đến tin tức lúc này đã tới rồi thánh vực bên trong ngài tự giải quyết cho tốt nói xong lời này mục lãnh chi đó là cười xoay người trực tiếp rời đi việt kiếm húc lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn từ từ mục lãnh chi dừng lại quay đầu lại xem ra lại thấy việt kiếm húc ánh mắt gắt gao vọng lại đây cả người căng chặt tựa hồ ở áp lực cái gì người là nói thánh vực thật sự tồn tại ở tất cả mọi người ở vì tập tây nhĩ hai người tình cảnh lo lắng vạn phần thời điểm này hai người lại làm mày may không biết liền tính biết cũng đã cái gì đều không rảnh lo ngàn tuyệt môn ngàn tuyệt môn chính là thánh vực lớn nhất bá chủ mà chỗ núi sâu tuy rằng hiểm trở nhưng là phong cảnh lại là cực hảo nếu là có thể tiến vào này ngàn tuyệt môn, đó là ý nghĩa cao nhân nhất đẳng. Ở thánh vực hành tẩu đều là có thể ngửa đầu. Này đây, ngàn tuyệt môn bên trong người cũng đều là mang theo vài phần ngạo khí. Nhưng mà này phân ngạo khí ở đối mặt một người thời điểm lại đều là sẽ chuyển hóa vì kính sợ. Người kia, đó là Nam Cung chân Nhi. Thân là ngàn tuyệt môn đại tiểu thư, lại thiên phú tuyệt hảo, Nam Cung chân Nhi cực kỳ được sùng ái, thế cho nên dưỡng thành như vậy điêu hoa bá đạo tính tình nhưng là ỷ vào sùng ái nàng ở toàn bộ đông thánh vực đều cơ hồ hoành hành cơ hồ tất cả mọi người phải đối nàng khom lưng uốn gối này đây hưởng thụ quán như vậy đãi ngộ nam cung chân nhi phàm là gặp được dám phản kháng nàng người đều sẽ hạ lệnh tra tấn đến chết nhưng mà lúc này đây lại là xuất hiện một cái ngoại lệ nam cung chân nhi đi đến một chỗ cực kỳ tinh xào sân cửa tùy ý hỏi người đâu thế nào Hồi tiểu thư, người nọ trở về lúc sau không lâu đó là hôn mê, nhưng là có linh âm hầu hạ, lúc này hẳn là đã hào không ít. Nam cung chân nhi gật gật đầu, đó là đẩy ra môn đi vào. Phanh! Vừa mới bước vào cửa phòng, đó là đột nhiên bay tới một cái cái ly, trực tiếp ngã ở Nam cung chân nhi trước người. Nam cung chân nhi sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, rồi sau đó hung tợn nhìn về phía nơi đó mặt người. Thật là thật to gan. Bổn tiểu thư dung nhẫn là hữu hạn độ người cho rằng ngươi lời còn chưa dứt lại là sững sờ ở đương trường trong mắt hiện lên hảo không che giấu si mê chi sắc đây là nàng địa phương tự nhiên hết thảy đều là tốt nhất căn phòng này trong vòng nguyên bản cũng là thập phần xa hoa nhưng mà này hết thảy lại đều không bằng kia ngồi ở bên cửa sổ nam nhân nửa phần phong hoa phía trước nhìn thấy hắn thời điểm tuy rằng khí chất lỗi lạc nhưng mà bị cát bụi vùi lấp không ít rốt cuộc là tổn hại vài phần tư dung nhưng mà lúc này, hắn tự hồ đã thu thập thỏa đáng, trên người bất quá xuyên một thân môn trung đệ tử nhất thường thấy áo tím thế nhưng như là hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Dùng mạo chắc tuyệt, đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia, như vậy đào qua tới thời điểm, nháy mắt khiến cho nhân tâm trung mềm nhũn toát ra từng luồng ngọt sáp tới. Lại là làm người không đành lòng trách móc nặng nề hắn một câu. Xem đủ rồi sao? Kia nam nhân cười như không cười, đột nhiên một phen cốt phiến che khuất dung nhan, giấu đi đáy mắt chán ghét chi sắc. Nam cung chân nhi lúc này mới hoảng thần. Trên đời này, thật sự là có như vậy xuất sắc nam nhân. Thật là so với cũng không nhường một tấc. Trên mặt nàng cũng là không có hảo ý cười cười, đương nhiên không đủ. Về sau ngươi liền lưu lại nơi này. Đến nỗi trước kia kia cái gọi là vị hôn thê. Cũng đều tất cả đã quên. Tạp tây nhĩ mi sắc lạnh lùng, tay không tự giác nắm chặt ngươi đem nàng thế nào? Nam Cung chân Nhi lạnh lùng cười, người ôm quá nàng, ta nếu luyến tiếc giết ngươi, tự nhiên đành phải giết nàng, uy cầu. Trường 515, cấp tốc. Tạp Tây Nhĩ tay tức khắc căng thẳng. Hận không thể bóp nát trong tay cốt phiến. Cặp mắt đào hoa kia bên trong cũng là nháy mắt hiện lên một tia lạnh thấu xương sát ý. Cơ hồ nháy mắt đánh úp về phía Nam Cung chân Nhi chỉ là ở như vậy xem qua đi thời điểm, lại là vừa lúc nhìn đến Nam Cung chân Nhi trong mắt khiêu khích chỉ ý, đôi tay ôm cánh tay, tựa hồ đang chờ hắn phát hỏa. Hắn rũ xuống mì mắt tựa hồ như vậy cảm xúc chỉ là dây lát lướt qua, hoàn hảo giấu đi trong mắt thần sắc Nam Cung chân Nhi như vậy nhìn lại. Đó là chỉ có thể nhìn đến hắn khoe mắt một tia lạnh lùng ý cười, lại là vẫn chưa cảm thấy hắn phẫn nộ cùng sát ý bổn thiếu gia tuy rằng không ở nàng trong lòng có bao nhiêu tâm tư, bất quá tốt xấu cũng là cha mẹ chi mệnh ta nếu mang theo nàng ra tới tự nhiên là phải bảo vệ hảo nàng tánh mạng. Người nếu là đem nàng giết ta tuy rằng không thế nào đau lòng.